Echo đứng hình ra mặt đây. Nhìn em bên ngoài ăn đứt. Sorry. Nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đăng face. Hey. Đúng không? Rồi, một hai câu thì thôi, bây giờ đến ba chén đã bạn hát nha. Chính ra em cũng hơi buồn lúc em đứng bên ai kia, khoác tay ai kia. Thôi em sẽ giữ đứng chấp anh, vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu rằng lòng em có còn thấy rung động khi gần ai, say là cơ hội duy nhất để người ta chân thật. Anh mượn dịu tỏ tình đấy thì sao nào, anh yêu em đấy thì sao nào. Cảm ơn anh, cảm ơn các bạn. Một đạn nhỏ xíu đấy thôi, khi nào mà phút sẽ có được.